Vào lúc 17 giờ ngày 8 tháng 2, mùng 1 Tết, tại nhà số 61 Huyền Trân Công Chúa, phường 4, thành phố Đà Lạt đã xảy ra một vụ cháy nhà dân. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Lâm Đồng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường với 3 xe cứu hỏa. Do phát hiện sớm, lực lượng chữa cháy phản ứng nhanh, chuyên nghiệp nên chỉ 10 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế kịp thời. Thiệt hại của vụ cháy không đáng kể. Bước đầu xác định lửa xuất phát từ đám cỏ khô phía sau nhà số 61 Huyền Trân Công Chúa rồi cháy lồng vào trong. Nếu phát hiện muộn thì hết sức nguy hiểm vì đây là khu dân cư đông có nhiều nhà gỗ. Như vậy, kể từ ngày 25 Tết đến nay, trên thành phố Đà Lạt đã xảy ra 4 vụ cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Lâm Đồng đã khống chế kịp thời 4 đám cháy, còn một vụ do người dân phát hiện sớm và tự dập được.